11, 12, hai vị đại trưởng lão tên Bàn Thác Cá. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Trong hai anh em, chuột lá Bàn Thác Cá còn rất nhỏ và nhu mì. Mát hà Bàn Thác Cá thì luôn luôn đi theo ông ngoại đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Vì cậu ta thường xuyên nghe giáo pháp của Đức Phật nên cậu ta có khuynh hướng muốn trở thành sa môn. Do đó cậu ta xin phép ông ngoại Thưa ông ngoại, nếu ông cho phép thì con muốn được trở thành sa môn. Điều cháu nói thật tuyệt vời. Ông trưởng giả nói. Đối với ông, việc cháu trở thành sa môn tốt hơn tất cả những gì trong thế gian. Cứ làm như cháu muốn. Sau khi hoan hỷ đáp lại như vậy, vị trưởng giả chấp nhận thỉnh cầu của Má Hạ Bành Thác Cá và dẫn cậu ta đến gặp Đức Phật. Này ông trưởng giả, Đức Phật gọi, thế nào, có phải ông có cậu con trai? Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Ông trưởng giả đáp lại, đứa con này là đứa cháu ngoại lớn của con, nó xin con cho nó xuất gia với ngài. Rồi Đức Phật bảo về tiệc khưu gần đó, người thường hay đi khắc thực. Hãy truyền phép xuất gia cho đứa bé. Sau khi giải thích cách tu thiền, về năm thể trượt của thân trong đó gia là thể trượt thứ năm cho cậu bé vị tỳ khưu đã truyền phép xuất gia sa di cho cậu ta từ khi trở thành sa di ma hà bành thác cá chuyên tâm học những lời dạy của đức phật và sau khi tròn đủ 20 tuổi vị ấy thọ cụ túc giới sau khi trở thành vị tỳ khưu vị ấy chuyên tâm tu thiền dẫn đến thành thạo bốn thiền vô sắc sau khi xuất khỏi các tầng thiền, vị ấy siêng năng phát triển thiền quán quy bát xá na và chứng đắc đại chứng đắc quả. Bằng cách này, vị La Hán Ma Hà Bàn Thát Cá trở thành tối thắng trong những vị tỳ khưu rành mạch về nhập định. Sự xuất gia của người em Trưởng lão Ma Hà Bành sống thọ hưởng sự an lạc của quả. Một hôm nọ, sau khi suy xét, có thể nào cho người em điều hạnh phúc kỳ diệu như vậy? Vì ấy đi đến gặp ông ngoại và thỉnh cầu. Thưa ông thí chủ, nếu ông đồng ý, bằng tăng muốn cho chú lắp bàn thác cà xuất gia sa di. Khi ông ngoại đồng ý, hãy làm điều như sư muốn, sư có thể là phép xuất gia sa di cho nó. Trưởng lão Mà hà bàn Thác Cà bèn làm phép sức già sa di cho chùa lá bàn thác cà và ăn trú cho người em trong mười giới sa di chế lúc bàn thác cà cố gắng học câu kệ sau từ người anh như hoa sen của cách nát do có nhiều cánh hoa và xinh đẹp hương thơm ngào ngạt khả ái với sự lộng lẫy và mùi hương hằng hữu vì nó nở vào lúc mặt trời mọc cũng vậy hãy nhìn vào đức phật với niềm tĩnh tính Ngài có mùi hương thơm ngát từ thân và từ giới đức. Có hào quang sáng chói, thân phát ra những tia hào quang giống như mặt trời, tròn đầy và xuất hiện trong bầu trời trong mùa Sarada tháng 8 đến tháng 11. Bất cứ chữ nào mà vị ấy đã học thuộc trước đó đều bị quên mất khi vị ấy học tiếp những chữ khác. Suốt 4 tháng, vị ấy vẫn cố gắng ghi nhớ câu kệ dù 4 tháng đã trôi qua, vị ấy vẫn không thể học thuộc lòng câu kệ ấy. Trong thời kỳ của Đức Phật Cách Sạp bát chú Lá thát Ca là một sa môn đa văn yên bác. Nhưng vị ấy đã chế giễu một vị tỳ khưu là đần độn trong việc học thuộc lòng Bali. Vị tỳ khưu đần độn không dám theo đuổi việc học nữa. Vì vị ấy cảm thấy rất xấu hổ do bị triêu chọc và mất tự tin trong việc học. Do ác nghiệp ấy, chú lá Bành thác cà trở thành người đần độn sau khi xuất gia sa di cho nên vị ấy đã quên tất cả những gì đã ghi nhớ khi vị ấy học sang phần khác theo Aguttara nikaya nhân đó trưởng lão anh maha bàn thác cà đuổi vị sư em nói rằng này chú lá Bành thác cà Em là người ở trong thời kỳ giáo pháp này mà không xứng đáng được hưởng đạo và quả. Em không thể học thuộc lòng ngay cả một câu kệ trong 4 tháng. Em không thể học thuộc lòng một câu kệ trong 4 tháng. Thì làm sao có thể đạt đến đỉnh cao là đạo quả A-la-hán của phận sự sa môn. Cho nên em hãy đi khỏi nơi đây đi. Vì bị trưởng lão anh đuổi đi, sai gì chú lá bành thác cà không dám ở lại đó và đứng khóc ở bên ngoài chỗ ngủ nơi mà vị sư anh không nhìn thấy. Lúc bấy giờ, Đức Phật đang lưu trú ở tỉnh xá Vườn Xoài do ngự y Chi Quát Cát xây dựng và dân cúng. Thành Rajagaha là nơi đi khất thực. Rồi ngự y Chi Quát Cát cho người đi thỉnh Đức Phật cùng với 500 vị tỳ khưu dự lễ trai tăng vào ngày mai. Lúc ấy trưởng lão Maha Bành Thác Cà là tri phạm lãnh phận sự phân phối vật thực. Do đó, người đàn ông kia trình vấn đề với trưởng lão nói rằng Bạch Đại Đức xin hãy nhận lãnh vật thực cúng dường cho 500 vị tỳ khưu. Trưởng lão đáp lại rằng Bàn Tân nhận lãnh vật thực cho các vị tỳ khưu ngoại trừ chú lá Bành Hát Cà. Đức Phật cho đề mục thiền. Khi nghe câu trả lời trưởng lão chú lá Bành Hát Cà vô cùng thất vọng khi thấy tình thế của trưởng lão chúa lá bành thác cà và biết rằng vị ấy sẽ thành đạt giải thoát nhân chuyến viếng thăm của ta đức phật bèn đi đến và khi cho vị ấy thấy ngài từ một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa đức phật bèn hỏi rằng này con chúa lá bành thác cà tại sao con khóc bạch đức thế tôn vì trưởng lão anh của con đuổi con đi chúa lá bành thác cà trả lời này con bàn thác cà. đức phật nói anh của con không có ý lạc tùy miên trí khả năng biết sức mạnh tinh thần và khuynh hướng của chúng sanh nhưng con là bậc phật điều phục giả bậc được dẫn dắt bởi đức phật qua những lời động viên này đức phật trao cho vị ấy một mảnh vải thô nhưng sạch được tạo ra bởi thần thông của ngài đức phật thêm vào này con bàn thác cà hãy giữ mảnh vải này trong nắm tay của con và nói thầm. Rajo hara nằm, rajo hara nằm. Nó có thể lắm bụi, nó có thể lắm bụi. Như vậy là con đã tu thiền về nó. Ở đây, chú lá bành hát cà trong một kiếp quá khứ là một vị vua và trong khi đi dạo quanh kinh đô để thị xác, thì trán của vị ấy đậm ướt mồ hôi và vị ấy đã lau sạch mồ hôi bằng miếng vải sạch buộc ngang thắt lưng. Miếng vải trở nên dơ bẩn, đức vua khi ấy tự nhủ. Do thân bất tịnh, một miếng vải sạch như vậy mà lại trở nên dơ bẩn, bỏ đi bản chất riêng của nó. Các pháp hữu vi quả thật vô thường. Như vậy vì ấy đạt được vô thường tưởng. Cho nên đối với chú Lá Bành Thác Cà, việc thực hành thiền đề mục Rát vô Há Nằm là duyên hỗ trợ mạnh mẽ cho việc chứng đắc đạo quả a la hán của vị ấy thế nên đức phật đã cho vị ấy miếng vải thô sạch vì ngài nhìn thấy thiện nghiệp trong kiếp quá khứ của trưởng lão và vì ngài muốn hối thúc vị ấy chuyên tâm hành thiền về đề mục phù hợp với thiện nghiệp ấy sự chứng đắc đạo quả a la hán trưởng lão chú lá bành thác ngà ngồi xuống dùng tay và sát miếng vải của đức phật cho và miệng thì niệm thầm. Ra dồ ra nằm, ra dồ ra nằm. Nó có thể lấm bụi, nó có thể lấm bụi. Khi vị ấy chà xác nhiều lần thì những sợi vải trở nên dơ bẩn. Khi vị ấy liên tục chà xác miếng vải trở nên dơ bẩn hơn giống như khăn lâu chén. Khi đến lúc trí tuệ của vị ấy chín mùi thì định luật hoại diệt tự nó hiện bày trong tâm của vị ấy. Và vị ấy quán Miếng vải này lúc đầu trắng sạch, nhưng do nó tiếp xúc với thân, giờ đây nó đầy bụi dơ. Tâm của ta cũng như miếng vải này, nó xảy ra giống như miếng vải, tâm lúc đầu thanh tịnh và trong sạch, trong trạng thái bình thản. Nó khuynh hướng trở nên lắm nhơ do sự tiếp xúc của nó với những sở hữu tâm bất thiện như tham, sân, si. Sau khi quán xét như vậy trên con người và tâm của vị ấy, vị ấy tiếp tục nỗ lực định tâm và chứng đắc bốn thiền hữu sắc. Khi vị ấy chuyên tâm phát triển thiền quán dựa trên những tầng thiền này, vị ấy chứng đắc đạo quả a la hán cùng với tứ vô ngại giải tuệ. Vì vị ấy đã thành thạo thiền hữu sắc, bao gồm các sắc do tâm sanh, vị ấy có thể tạo ra nhiều thân từ một thân và thu lại một thân từ nhiều thân, và có những thần thông tương tự khác. Ngoài ra vị ấy cũng thành tựu về tam tạng và sáu thắng trí. Những điều này được gọi là Magasida Bariyati và Magasida nhà Dù không học thuộc và không nỗ lực đặc biệt, hành giả trở nên thông thuộc về tam tạng Pitaka và có các thần thông vừa khi chứng đắc đạo quả A-la-hán. Sự thông thuộc và các pháp thần thông xảy ra đều do năng lực của đạo có thể nói như vậy. Ngày hôm sau, Đức Phật kiến ngôi nhà của y sư Tri cùng với 499 vị tỳ khưu. Trưởng lão chú Lá Bành Thác Cá không thể đi chung vì anh trai là trưởng lão Má Hà Bành Thác Cà không nhận lời mời cho vị ấy. Y sư Tri trước hết dân cúng món cơm dẻo. Đức Phật không nhận món cơm dẻo và lấy tay che lại bình bát. Khi Chi Quá Cá hỏi, Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Thế Tôn không nhận món cơm dẻo? một vị sư vẫn còn ở tỉnh xá. Đức Phật nói, nhân đó chi quá cá sai người đi, nói rằng, Này ông bạn hãy đi, đưa vị sư còn sót lại ở tỉnh xá đến đây. Trước khi người đàn ông đến, trưởng lão Chút Láp Bàn Thác Cà đã dùng thần thông, tạo ra một ngàn vị tỳ khưu, vị này khác vị kia về hình tướng như may y vân vân do người đàn ông được chi quá cát sai đi đã trông thấy quá nhiều vị tỳ khưu ở tỉnh xá ông ta không dám thỉnh hết vì chi quá cát dặn ông thỉnh chỉ một người bởi vậy ông ta trở về và nói với vị y sĩ thưa ông chủ chi quốc cát các vị tỳ khưu còn sót lại ở tỉnh xá nhiều hơn tất cả những vị tỳ khưu ở đây trong nhà này tôi cảm thấy lúng túng và không thể nghĩ vị tỳ khưu nào thích hợp để thỉnh Triều quá cá hỏi Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn Vị trưởng lão còn sót ở tỉnh xá tên gì Khi Đức Phật nói đó là Chú Lá Bành Thác Cà Triều quá cá bảo người đàn ông lại đi Nói rằng Hãy trở lại này ông bạn Hãy hỏi ai là trưởng lão Chú Lá Bành Thác Cà Và thỉnh vị ấy về đây Người đàn ông trở lại tỉnh xá Và hỏi Ai là trưởng lão chú Lá Bành Thác Cà chú lá bành thác cà là ta chú lá bành thác cà là ta một ngàn vị tỳ khưu đều trả lời như vậy người đàn ông lại trở về và nói với trí quá cá thưa ông chủ tất cả một ngàn vị tỳ khưu đều trả lời là ta là chú lá bành thác cà đây ta là chú lá bành thác cà đây tôi lấy làm khó xử không biết nên thỉnh ai không biết là người nào và y sĩ chi quát cá là một thí chủ bậc thánh đã chứng ngộ bốn chân đế qua cách mà người hầu báo lại vì ấy biết ra rằng người bị sót lại ở chùa có năng lực thần thông này ông hãy trở lại chi quát cá nói hãy nói với người đầu tiên trả lời hãy nói với vị ấy là đức phật gọi vị ấy rồi cầm chéo y dẫn vị ấy về đây khi nói vậy chú quát Cát sai người hầu trở lại tịnh xá Người đàn ông trở lại tỉnh xá và làm như ông chủ bảo. Ngay lập tức thì một ngàn vị tỳ khưu biến mất. Chỉ khi ấy người đàn ông mới có thể thỉnh chú lá bàn thác cát. Và khi đó Đức Phật mới thọ lãnh món cơm dẻo và độ thực. Sau khi độ thực xong, trở về tỉnh xá, một cuộc bàn luận xảy ra tại một chỗ hội họp của các tỳ khưu. Chư Phật quả thật tối thắng, Ngài có thể làm cho một vị tỳ khưu mà không thể học thuộc một câu kệ trong bốn tháng trở thành một người có năng lực như vậy. Biết tâm của các vị tỳ khưu, Đức Phật đi đến chỗ hội họp và ngồi xuống trên phật tọa đã được sửa soạn sẵn. Rồi Ngài hỏi: Này các tỳ khưu, các vị đang bàn luận chuyện gì? Khi các tỳ khưu đáp lại, Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không thảo luận điều gì khác ngoài oai lực của Đức Thế Tôn chúng con đang bàn luận rằng chú lá bành thác cà đã nhận một đặc ân to lớn từ ngài đức phật nói rằng này các tỳ khưu thọ lãnh di sản siêu tế bây giờ bằng cách thực hành theo lời khuyên của như lai không phải chỉ kỳ diệu trong kiếp này khi trí tuệ chưa chín mùi cách đây đã lâu trong quá khứ chú lá bành thác cà đã thọ lãnh di sản thế gian bằng cách thực hành theo lời khuyên của như lai khi nào Bạch Đức Thế Tôn? Các tỳ khưu hỏi. Và theo sự thỉnh cầu của họ, Đức Phật kể lại chuyện bổn sanh Chú Lá Xê Thít và Tát Cá đến các tỳ khưu. Chuyện bổn sanh Chú Lá Bành Thát Cá Này các tỳ khưu, một thủa nọ vua Paradatta trị vì nước Paranasi. Lúc bấy giờ, một trưởng giả thông minh tên là Chú Lá Xê Thít thiện xảo trong việc đọc tất cả những điềm tướng. Một hôm nọ trên đường đi đến hoàng cung để hầu vua, vị ấy trông thấy một con chuột chết. Khi quan sát và xem các chòm sao trên trời lúc bấy giờ và đã nói điềm tướng như vậy. Bất cứ người thông minh nào mà cầm lấy con chuột chết này sẽ có thể nuôi sống gia đình và buôn bán. Một người đàn ông vô danh nghe vị trưởng giả thông minh giải điềm và biết rằng vị trưởng giả thông minh này không nói chơi bèn nhà con chuột chết lên, đi ra chợ và bán nó để làm đồ ăn cho mèo và kiếm một đồng xu. Ông ta cầm đồng xu ấy, mua một ít mật đường và mang một bình nước uống. Khi trông thấy một số người bán hoa trở về từ rừng sau khi đã cắt hoa, ông ta cho mỗi người một phần nhỏ mật đường và một tách nước sạch để giải khát. Do biết ơn, mỗi người bán hoa đều cho người đàn ông nghèo một nắm hoa. Từ chỗ này trở đi, người đàn ông nghèo sẽ được đề cập đến như người học trò có tài năng. Một phần vì cậu ta có tài và một phần là cậu ta là người học trò. Nghe theo lời chỉ dẫn của vị trưởng giả thông minh chú lá xề thí, với những nắm hoa ấy, cậu ta bán lấy tiền mua mật đường và đi đến vườn cây nghỉ mát, mang theo mật đường và một bình nước uống. Vào ngày hôm ấy, những người bán hoa chia đồng điều cho anh ta những bó hoa của họ và ra đi. Bằng cách này mà cậu học trò tài ba sớm kiếm được 8 đồng bạc. Lại nữa, vào một ngày có bão, cậu học trò tài năng đi đến khu vườn lớn hoang vu và trong khi chất đóng những nhánh cây do bị gió quật gãy rơi xuống đất. Cậu ta đem đi bán và kiếm được 16 đồng cho người thợ gốm trong hoàng cung. Với 8 đồng kiếm được từ hoa, giờ đây cậu ta có được 24 đồng, cậu ta tự nghĩ. Ta có một vài cách để kiếm tiền, bố thí nước uống cho những người cắt cỏ. Sau khi nghĩ như vậy, cậu ta đặt một lưu nước tại một nơi không quá xa, cũng không quá gần cổng thành. Rồi anh ta cho 500 người cắt cỏ đến từ những vùng ngoại ô của Kinh Đô uống nước miễn phí. Những người cắt cỏ nói với anh ta rằng, Này anh bạn, anh đã làm một sự phục vụ lớn đến chúng tôi. Chúng tôi có thể làm gì cho anh? Người học trò tài năng đáp lại. Khi nào có dịp, các anh có thể giúp tôi. Sau khi nói những lời tán thắng, thắng như vậy, cậu ta đi đây đó và kết bạn với một vị quan chức của đường bộ và quan chức của đường sông. Một hôm, vị quan chức đường bộ mang đến cho anh ta một tin tốt lành rằng một người buôn ngựa sẽ đến viếng kinh thành Paranasi, đem theo 500 con ngựa. Nhận được tin, người học trò tài năng bèn báo lại tin ấy với những người cắt cỏ và bảo họ mỗi người mang đến một bó cỏ vào ngày trước đó. Khi những con ngựa đến người học trò tài năng chất đóng một ngàn bó cỏ ở gần các cửa trong của kinh thành để người buôn ngựa nhìn thấy. Sau đó anh ta ngồi xuống. Người buôn ngựa không thể nào kiếm được cỏ khô, dù anh ta đi khắp kinh đô để tìm kiếm. Thế nên anh ta đưa một ngàn đồng cho người học trò tài năng và lấy một ngàn bó cỏ. Hai hoặc ba ngày sau, người bạn khác của anh ta, vị quan chức đường sông, Bảo tin cho anh biết về chiếc tàu lớn chở hàng đã cập cảng. Anh ta nghĩ sắp có cách để kiếm tiền nữa rồi. Rồi anh ta thuê một chiếc xe ngựa kéo tám đồng bạc và ngồi trên xe đi đến cảng. Anh ta trao một chiếc nhẫn cho người trưởng tàu để làm tiền đặt cọc. Tại một chỗ ở gần cảng, anh ta cho người treo một tấm mạng tựa như đó là một ngôi nhà môi giới ngồi tại đây anh ta căn dặn những người làm thuê rằng nếu có những người thương buôn đi đến gặp ta thì hãy báo cho ta biết qua ba giai đoạn đặt ba nơi mà thông tin phải đi qua nghe tin có tàu chở hàng đến số thương buôn lên đến 100 người từ kinh thành paranasi vội vã đi ra cảng với ý định mua hàng hóa những người làm công cho người học trò tài năng đến trước những người thương buôn khác nói với họ rằng các vị không thể mua được hàng hóa vì vị thương nhân đang ngồi ở chỗ kia đã trả tiền đặt cọc cho tất cả lô hàng rồi khi nghe những lời này một trong thương nhân của kinh thành paranasi tìm đến người học trò tài năng được gọi là đại thương nhân những người hầu của người học trò thông minh kính cẩn báo tin cho anh ta biết về sự đi đến của những vị thương nhân qua ba giai đoạn như đã được căn dặn trước chỉ để phóng đại vấn đề mỗi người trong một trăm vị thương nhân đều cho anh ta một ngàn đồng xu như là tiền biếu tặng để trở thành người có cổ phần trong việc mua hàng. Lại nữa, mỗi người trong bọn họ còn cho thêm anh ta một ngàn đồng xu nữa là lợi nhuận mà nhờ đó họ khiến anh ta chịu làm một cổ đông và sắp xếp cho họ sở hữu độc quyền toàn bộ số hàng hóa trên tàu. Người học trò thông minh kiếm được hai trăm đồng tại chỗ và đem số tiền đó đến Baranasi nghĩ rằng ta nên làm điều gì đó để tỏ lòng tri ân. Anh ta cầm lấy 100.000 đồng và đi đến vị trưởng giả thông minh chú lá xề thiết. Rồi vị trưởng giả thông minh hỏi người học trò tài năng Này con, làm sao con có thể kiếm được số tiền nhiều như vậy? Người học trò tài năng kể lại toàn bộ câu chuyện, nói rằng Do làm theo lời khuyên của thầy, khi trông thấy con chuột chết, con đã trở nên giàu có với số tiền 200.000 và 24 đồng. Vị trưởng giả trí tuệ suy si xét, một chàng trai có tài năng như vậy không nên thuộc về người khác, cậu ta phải là người của ta. Thế nên ông ta đã gả cô con gái đã đến tuổi lập gia đình và cho cậu ta trở thành gia chủ. Vào lúc vị trưởng giả trí tuệ chết, anh ta kế thừa địa vị của vị trưởng giả ấy và sống đến hết cuộc đời, được tái sanh theo nghiệp đã tạo. Sau khi đã kể lại câu chuyện hiện tại và câu chuyện quá khứ, Đức Phật đã nói những lời kết nối giữa hai câu chuyện và tuyên câu kệ như sau, về đời sống hiện tại. Này các tỳ khưu, ví như một người trí bỏ nhiên liệu vào trong một ngọn lửa rất nhỏ rồi cố gắng thổi liên tục nhiều lần, biến nó thành một khối lửa lớn. Cũng như vậy, người trí trong xa thấy rộng và thận trọng có thể tạo ra tài sản lớn từ một món tiền rất nhỏ và có thể vươn lên thành triệu phú. Bằng cách này, Đức Phật đã thuyết giảng câu chuyện về đời sống đến các tỳ khưu trong giảng đường Chánh Pháp.